cái cổ phiếu GET này thì giai đoạn tới, sắp tới thì chúng ta sẽ gọi là mua thăm dò được ở đâu? Thì GET ấy, thì nó có một cái nhịp rơi cũng tương đối từ vùng 26, thì bây giờ là hiện tại là nó đang về lại đây, ở dưới đây là cái vùng vùng giá là 18, 18.96 là của giao găm trên đồ thị EGM của Trịnh Phát ấy, thì anh chị em có thể thấy, thấy đây đó. Thì bắt đầu là trong một vài phiên tới thôi, thì bây giờ nó sẽ chạm về dưới đây. Thì ở phía dưới đây ấy, thì nó đang còn đang có một hỗ trợ là dưới là cái vùng là 19.5 đó. Thì nếu mà trong cái phiên ngày hôm nay áp lực mà bán lớn ấy, thì có thể là cổ phiếu này nó sẽ thủng vào 19.5 thì nó sẽ về lại với vùng giao găm là 18.5 đó. Thì cái 18.5 này thì nó đang tương ứng là ở dưới đây là nó có cái hỗ trợ của TKG Kijun tháng đó, cho nên là cái vùng này thì nó đang ở vùng hợp lưu của cả khung tháng khung tuần. Thì anh chị em có thể là lưu ý cái ngưỡng là 18.5, 18.6 là cái ngưỡng mà anh chị em nhà đầu tư có thể là cân nhắc để chúng ta có thể là mở mua gom đối với cái cổ phiếu này trong cái nhịp chỉnh này của thị trường nha. Đó thì cái chiến lược như thế nào, thì đối với cái dạng mà chúng ta mua ở hỗ trợ thì anh chị em phải xác định là mua ở hỗ trợ thì tức là chúng ta vẫn có xác suất là nếu mà nó mất hỗ trợ đi xuống thì chúng ta vẫn phải cắt nha. Còn anh chị em mà mua gọi là mua xong để mà tăng liền á, mua xong để ngày mai nó tăng liền thì chúng ta phải chờ là cổ phiếu này nó tích lũy lại xong rồi nó vừa kháng cự đi lên. Thì thường nó là mua ở trong một cái gọi là mua theo sóng á, thì thường anh chị em sẽ mua cái cổ phiếu nó cao hơn là cái giá nền tầm 3 tới 5%. Đó, cho nên là cái việc mà chúng ta mua ở cái giá nền hiện tại á, là mang cái tính chất là chúng ta đang gọi là đi mua cổ phiếu trong sóng giảm. Nó phải nói rõ với nhau là chúng ta mua cổ phiếu trong sóng giảm thì cái xác suất là nó vẫn có thể giảm tiếp. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta đang cược là cái hỗ trợ 18.5, 18.6 này nó sẽ đỡ được cho cái cổ phiếu này. Thì chúng ta về chúng ta mua, nhưng mà chúng ta chỉ mua với cái tỷ trọng là 10 đến 20% thôi. Để mà làm sao? Để mà nếu một cổ phiếu nó có quay ngược trở lại lấy được cái cản là 21 thì anh chị em có hàng sẵn, chúng ta sẽ nhồi thì cổ phiếu theo chiều lên. Đó. Còn nếu mà trường hợp cổ phiếu nó mất đi cái vùng giá 18 thì chúng ta cũng xử lý luôn. Đó. Thì coi như là chúng ta mất thì mất ít mà lãi thì chúng ta sẽ lãi nhiều, và cái việc chúng ta mua sớm là để chúng ta lấy vị thế. Đó, có thể là mua xong nó không, ngày mai nó sẽ không tăng liền đâu chị, nhưng mà đây là cái vị thế để mà chúng ta có được cái lợi thế hơn khi mà cổ phiếu nếu mà nó lấy lại cái xu hướng đi vào cái đà tăng, thì lúc này chúng ta đã có hàng sẵn, chúng ta sẽ gia tăng thì chiều lên nó thuận lợi hơn. Đó, ok, thì cái đó là cái góc nhìn của em Đức với cổ phiếu GET. Đó, thì trong cái nhịp này thì em đánh giá là cái vùng này là vùng chúng ta có thể là mở mua gom 10 đến 20% tỷ trọng. Đó, còn nếu mà mua nhiều hơn chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu xác nhận là vượt trên, vừa cạn chéo nè, rồi vừa kháng cự đi lên, lúc đó chúng ta sẽ mua mạnh hơn. Ok, chúc anh chị em nhà đầu tư giao dịch thành công với cái cổ phiếu GET trong cái giai đoạn này nha. Bye bye anh chị ạ.